ngày 10 tháng 8, cả nước ghi nhận 2010 ca mắc mới COVID-19. Chiều ngày 10 tháng 8, Bộ Y tế cho biết trong ngày có khoảng hơn 2.000 ca COVID mới, giảm hơn 300 số ca ngày trước đó. Có gần 5.003 bệnh nhân khỏi bệnh và một trường hợp tử vong tại Tây Ninh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11.000 ca mắc, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ mắc trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng số 102 trên 227 quốc gia là vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có hơn 100 người mắc ca mắc. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hơn 5.000 ca. Nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên khoảng 9.000 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 78 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 68 ca, thở oxy dòng cao 4 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 5 ca. Bộ Y tế cho biết trong nước đã ghi nhận biến thể của BA4 và BA5, nhất là ở các tỉnh phía Nam, các ráp biển thế này đã bắt đầu chiếm ưu thế. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 và mũi 4 cho trẻ tại một số nơi còn thấp, số ca mắc còn đang gia tăng ở các trở lại và có xu hướng tiếp tục tăng, có thể gây quá tải trong hệ thống y tế, nhất là ở trong bối cảnh này nguy hiểm này. Dịch chống dịch do một số dịch lưu hành khác, cúm A, sốt xuất huyết và chân tay miệng, đang trong mùa cao điểm, khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm rất là nguy hiểm. Mới nổi đầu mùa khỉ và viêm gan cấp tính